Theo báo Tuổi Trẻ, Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh có văn bản đề xuất Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức cuộc họp để giải quyết hồ sơ đất đai phát sinh từ ngày 1 tháng 8. Đây là văn bản kiến nghị thứ ba của Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh về vấn đề này trong vòng 1 tháng qua. Cụ thể ra sao, xin mời quý vị theo dõi trong video này nhé. Cụ thể, tại văn bản kiến nghị được gửi đến Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức cuộc họp để giải quyết dứt điểm và thống nhất việc áp dụng các văn bản quy phạm pháp luật như bảng giá đất, hệ số điều chỉnh giá đất, tỷ lệ phần trăm tính thu tiền thuê đất để cơ quan thuế kịp thời tính nghĩa vụ tài chính về đất đai. Theo kiến nghị của Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh, với những hồ sơ đất đai phát sinh từ ngày 1 tháng 8 2024 đến trước ngày Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành quyết định điều chỉnh bảng giá đất, thì áp dụng theo quyết định số 02 ngày 16 tháng 1 2020 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành quy định về bảng giá đất trên địa bàn giai đoạn 2020 đến 2024. Thời gian qua, Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh đã có hàng loạt văn bản báo cáo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Tổng cục Thuế. Cụ thể, ngày 8 tháng 8, Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh đã có công văn số 7825 kiến nghị về việc giải quyết hồ sơ đất đai từ ngày 1 tháng 8 2024. Trong đó, Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh báo cáo và kiến nghị Ủy ban Nhân dân thành phố về những bất cập, vướng mắc trong quá trình giải quyết hồ sơ tại cơ quan thuế khi áp dụng quyết định số 02/2020 quy định về bảng giá đất trên địa bàn giai đoạn 2020 đến 2024 đối với các trường hợp áp dụng giá đất tại bảng giá đất theo quy định tại khoản 1 điều 159 Luật Đất đai 2024. Ngày 5 tháng 9 2024, Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục có công văn số 8835 về việc giải quyết các hồ sơ thuộc trường hợp miễn thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ. Trong đó, để tránh tồn đọng một số hồ sơ khiếu nại ảnh hưởng đến nhu cầu thực tế và quyền lợi hợp pháp của người dân, Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh báo cáo và đề xuất Tổng cục Thuế giải quyết các hồ sơ về nhà đất, chuyển nhượng, nhận thừa kế, nhận quà tặng thuộc trường hợp miễn thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ khi làm thủ tục cấp giấy chứng nhận cho người dân. Thông tin từ Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh, từ ngày 1 tháng 8 2024 đến ngày 27 tháng 8 2024, cơ quan thuế đã tiếp nhận tổng cộng 8.808 hồ sơ đất đai, trong đó có 346 hồ sơ thu tiền sử dụng đất với trường hợp công nhận quyền sử dụng đất, 277 hồ sơ thu tiền sử dụng đất với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất. Bên cạnh đó có 5.448 hồ sơ thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng bất động sản và 2.737 hồ sơ thuộc các trường hợp không phát sinh nghĩa vụ tài chính. Bạn thấy sao về những con số nói trên? Hãy để lại ý kiến của bạn bên dưới video để chúng ta cùng bàn luận nhé! Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất liên quan đến cuộc họp này. Đừng quên bấm nút theo dõi kênh để cập nhật liên tục các thông tin mới nhất, nóng nhất liên quan đến thị trường bất động sản nhé! Theo Thanh Niên, không chỉ giao dịch bất động sản trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh những ngày qua gần như tê liệt, hồ sơ tính thuế bị treo ở ngành thuế, không tính được thuế dẫn đến phát sinh các vụ tranh chấp. Cụ thể ra sao, xin mời quý vị theo dõi trong video này nhé. Sáng ngày 11 tháng 9, phóng viên Thanh Niên có mặt tại trụ sở công ty bất động sản Hưng Lộc Phát trên đường Đỗ Xuân Hợp, thành phố Thủ Đức. Không khí vắng vẻ bao trùm khi cả tòa nhà rộng mênh mông, chỉ có mình ông chủ và cô nhân viên lễ tân. Theo ông Đặng Đức Bền, giám đốc công ty, tình trạng này đã kéo dài từ tháng 7 âm lịch đến nay, khi các hồ sơ mua bán, hợp thức hóa nhà đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất không thể tính thuế. Giao dịch bất động sản vì thế giảm mạnh. Bỏ ra số tiền lớn nhưng tài sản không thể sang tên được, khiến người mua sợ rủi ro. Trong khi đó, người bán bao giờ cũng yêu cầu công chứng xong là phải thanh toán hết. Chưa tính đa số khách hàng mua nhà đất hiện nay ít nhiều cũng phải vay tiền từ ngân hàng. Khi hồ sơ chưa hoàn tất, đồng nghĩa với việc tiền vẫn treo lơ lửng, không thể giải ngân cho người mua. Vì thế, giao dịch giảm mạnh, ông Bền giải thích. Không khí này cũng tương tự ở phòng công chứng Phong Phú, thành phố Thủ Đức. Dù ngay đầu buổi sáng nhưng cũng chỉ có vài khách hàng đến làm hồ sơ. Bà Nguyễn Thị Hoa, trưởng văn phòng công chứng Phong Phú nói rằng, những vị khách ít ỏi này chủ yếu đến làm dịch vụ sau y bản chính, mua bán xe, tình hình kinh tế khó khăn, nhiều người muốn bán nhà, đất để lấy tiền trả nợ hoặc làm ăn nhưng đang bị tắc do không tính thuế được. Mà không tính được thuế, sang được tên thì người mua cũng đâu thể thanh toán hết. Nhiều người mua nhà đất cũng phải vay ngân hàng, nay hồ sơ không hoàn tất, tiền cũng không thể giải ngân. Thị trường bất động sản mấy năm nay đã khó khăn, nay vì vụ chậm tính thuế càng khiến thị trường khó khăn, trầm lắng hơn, bà Hoa cho hay. Phòng công chứng số 3 thuộc Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh được xem là phòng công chứng có số lượng khách đến làm hồ sơ nhà đất đông nhất tại Thành phố Hồ Chí Minh, nhưng chúng tôi cũng chứng kiến cảnh khá điều hiu. Ông Nguyễn Văn Hòa, trưởng phòng công chứng số 3 cho biết, thông thường sau tháng 7 âm lịch đến tháng 8 giao dịch sẽ tăng lên,
Nhưng năm nay, bước qua tháng 8 âm lịch, giao dịch vẫn không thể tăng, thậm chí còn giảm so với tháng trước. Đến nay, dù nhà nước vẫn tiếp nhận hồ sơ, nhưng chuyển qua ngành thuế bị vướng ở đó nên không thể hoàn tất thủ tục cho người mua. Nhiều người vay tiền ngân hàng để mua bằng chính tài sản đó, nên việc chưa được tính thuế khiến họ không thể thế chấp để mua được, không hoàn tất được thủ tục thuế, không hoàn tất được việc đăng ký, người chủ sở hữu sẽ không hoàn thành được quyền của mình. Do vậy, tâm lý hiện nay là người dân đang chờ thông tin từ hồ sơ thuế được giải quyết mới dám tham gia giao dịch. Theo lãnh đạo chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai quận 7, đến nay, những hồ sơ liên quan đến mua bán, thế chấp nhà đất trên địa bàn quận đã giảm khoảng 50%. Trước đó, chi nhánh cũng đã báo lên Ủy ban nhân dân quận 7, Sở Tài nguyên Môi trường hơn 200 hồ sơ nhà đất của người dân bị trễ hẹn vì bị treo ở ngành thuế. Trong khi đó, thống kê của chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai thành phố Thủ Đức cho thấy trong tháng 6, nơi đã tiếp nhận khoảng 6.000 hồ sơ, đến tháng 7 là hơn 8.000 hồ sơ. Tháng 8 giảm xuống còn hơn 6.600 hồ sơ, thì trong 11 ngày đầu của tháng 9 chỉ còn lại hơn 1.400 hồ sơ. Trong đó các hồ sơ liên quan đến mua bán, thế chấp nhà đất giảm nhiều nhất. Còn bạn, bạn có gặp khó khăn gì khi giao dịch đất đai từ sau ngày 1 tháng 8 đến nay? Hãy để lại ý kiến bên dưới phần bình luận nhé! Việc ngành thuế giam hồ sơ không tính thuế cho người dân đã phát sinh nhiều hệ lụy, như trường hợp của ông Nguyễn Anh Tuấn, huyện Nhà Bè. Dù đã công chứng mua bán, hồ sơ nộp lên chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai quận 7 và được cán bộ tiếp nhận. Thế nhưng, gần một tháng nay, hồ sơ của ông vẫn không thể tính thuế để hoàn tất thủ tục sang tên cho người mua. Chờ đợi quá lâu mà sổ đỏ vẫn chưa cầm trên tay, nên người mua yêu cầu hủy hợp đồng, đòi lại tiền và yêu cầu ông Tuấn phải bồi thường gấp đôi số tiền mua bán trong hợp đồng. Một trường hợp khác là anh NVC, cũng ở huyện Nhà Bè, đã ký hợp đồng công chứng, nộp hồ sơ lên chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Nhà Bè để hoàn tất thủ tục mua một căn nhà trị giá hơn 10 tỷ đồng. Thế nhưng, hồ sơ của anh cũng bị treo gần một tháng nay ở ngành thuế. Điều đáng nói, người bán liên tục hối thúc anh đóng thuế sớm để không ảnh hưởng đến công việc của họ. Mới đây, trong văn bản khẩn gửi Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh cho biết, từ ngày 1 đến ngày 27 tháng 8, cơ quan thuế đã tiếp nhận tổng cộng 8.808 hồ sơ, trong đó có 348 hồ sơ thu tiền sử dụng đất với trường hợp công nhận quyền sử dụng đất, 277 hồ sơ thu tiền sử dụng đất với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất. Bên cạnh đó, có 5.448 hồ sơ thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng bất động sản và 2.737 hồ sơ thuộc các trường hợp không phát sinh nghĩa vụ tài chính, thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng bất động sản, lệ phí trước bạ. Để không ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân, không gây thêm khó khăn cho thị trường bất động sản, ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, đối với 2.737 hồ sơ thuộc các trường hợp không phát sinh nghĩa vụ tài chính với nhà nước, đề nghị Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo các chi cục thuế giải quyết ngay vì các trường hợp này không phát sinh nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng bất động sản, lệ phí trước bạ và tất cả các hồ sơ này đều không bị vướng về pháp lý. Đối với 5.448 hồ sơ thuế thu nhập cá nhân do chuyển nhượng bất động sản, nhiều năm qua, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành bảng giá sàn nhà đất để làm căn cứ xem xét giá chuyển nhượng từng lần đối với các trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất không có công trình xây dựng trên đất hoặc chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với công trình xây dựng trên đất để tính thuế thu nhập cá nhân. Bạn đang tìm kiếm những sản phẩm thể thao giúp nâng cao hiệu quả tập luyện? Trong video hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu cho bạn 5 sản phẩm được nhiều người tin dùng. Hãy cùng khám phá nhé. 1. Xà đơn gắn cửa treo tường Fitteji đa năng. Đây chắc chắn là lựa chọn hoàn hảo cho những ai yêu thích tập thể hình tại nhà. 2. Quả bóng đá số 5 UCV 3.05 của thương hiệu Động Lực. Với chất liệu PU, PVC, dai bền, quả bóng này mang lại độ bền và sự dẻo dai vượt trội, giúp bạn thể hiện khả năng trong mọi trận đấu. 3. Vợt cầu lông Kip, bộ hai cây vợt cầu lông kèm túi cho người mới bắt đầu. 4. Quần đùi thể thao nam, Gusado cặp chung mang đến sự thoải mái tối đa khi vận động. 5. Bạn cần một chiếc túi đa năng cho các buổi tập luyện. Túi sách Braza TXS 0078 không chỉ rộng rãi mà còn tiện lợi với nhiều ngăn, giúp bạn dễ dàng mang theo mọi vật dụng cần thiết. Vậy bạn đã sẵn sàng nâng cấp dụng cụ tập luyện thể thao của mình chưa? Hãy vào cửa hàng Cà Phê Len để đặt ngay nhé. Để tri ân quý khán giả, Cà Phê Len TV dành tặng 63 voucher giảm giá độc quyền, giảm ngay 25%, tối đa 100.000 đồng cho đơn hàng từ 200.000 đồng trở lên. Mã voucher có hiệu lực đến ngày 30 tháng 10 năm 2024. Hãy nhanh tay nhấn vào cửa hàng Cà Phê Len ở góc trái màn hình hoặc xem thêm dưới phần mô tả để sở hữu ngay những sản phẩm trên Shopee với mức giá ưu đãi nhất nhé.